Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn đến với chùm tin Tết Trung Thu của các đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu luôn là niềm mong đợi của các em thiếu nhi và cũng là dấu ấn kỷ niệm một thời tuổi thơ khó phai trong lòng mỗi người lớn chúng ta. Năm nay, Trung Thu về trong những ngày dịch bệnh khó khăn, các em đón Tết Trung Thu năm nay không được tung tăng vui đùa, không có đêm hội trăng rằm tưng bừng, rộn ràng tiếng trống tùng rinh rinh như mọi năm bởi điều kiện giãn cách để phòng chống dịch bệnh. Tuy vậy, các đơn vị vẫn tích cực triển khai các hoạt động chăm sóc trẻ em trong dịp này với nhiều hoạt động sáng tạo, hấp dẫn, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Mở đầu phần tin các đơn vị kỳ này, ban biên tập xin thông tin tới quý vị và các bạn về hoạt động đón mùa Trung Thu dành cho các em tại các quận, huyện hội. Thông tin được gửi về từ các cộng tác viên của chương trình. Mời quý vị chú ý đón nghe. Mở đầu là tin từ quận hội Hà Đông. Thiếu nhi quê lụa lan tỏa thông điệp chống dịch. Sáng 19 tháng 9 2021, trên nền tảng ứng dụng Zoom Meeting, ban tổ chức cuộc thi Thiếu nhi quê lụa chung tay phòng chống dịch COVID-19 đã tổ chức lễ tổng kết và công bố kết quả cuộc thi. Tham dự chương trình của ông Lê Trung Quyết, Chủ tịch Hội Người mù thành phố Hà Nội, bà Chu Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố Hà Nội. Ban tổ chức, ban giám khảo, phụ huynh và các em thiếu nhi có tác phẩm tham gia cuộc thi. Cuộc thi Thiếu nhi quê lụa chung tay phòng chống dịch COVID-19 do Hội Người mù quận Hà Đông tổ chức được phát động từ ngày 3 tháng 9 đến 18 tháng 9 2021 nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thiếu nhi về phòng chống dịch bệnh COVID-19, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của chính mình, của người thân và cộng đồng xã hội. Sau nửa tháng phát động, cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm tham gia của 17 trẻ em khiếm thị và con cán bộ hội viên trên địa bàn quận Hà Đông. Ban tổ chức đã nhận được 9 video clip, 9 tác phẩm vẽ tranh về phòng chống COVID-19 với nhiều ý tưởng, cách sáng tạo độc đáo. Có thí sinh 14 tuổi cũng được gia đình động viên nhiệt tình hưởng ứng cuộc thi. Ban tổ chức đã công bố kết quả cuộc thi với 3 giải A, 5 giải B, 9 giải C và sẽ trao phần thưởng đến tận nhà cho các em thiếu nhi đạt giải. Phát biểu tại chương trình, ông Lê Trung Quyết, Chủ tịch Hội Người mù thành phố đã đánh giá cao những nỗ lực cùng cách làm sáng tạo của ban tổ chức và biểu dương tinh thần vượt khó tham gia của các cháu thiếu nhi trong lúc Hà Nội đang thực hiện giãn cách. Ông Lê Trung Quyết chúc mừng 17 tác phẩm xuất sắc được trao giải của cuộc thi, đồng thời cho rằng qua cuộc thi đã thể hiện được sự quan tâm của Ban chấp hành Hội Người mù Hà Đông đối với những trẻ em khiếm thị và con cán bộ hội viên. Quận hội đã triển khai tốt kế hoạch của Hội Người mù thành phố và các tác phẩm tham gia cuộc thi sẽ là những thông điệp phòng dịch hiệu quả. Cuộc thi Thiếu nhi quê lụa chung tay phòng chống dịch COVID-19 đã thành công tốt đẹp. Thông qua chính các tác phẩm và khả năng sáng tác nghệ thuật của các em, tinh thần phòng chống dịch đã được lan tỏa đến cộng đồng. Cũng trong các chuỗi hoạt động tổ chức Trung Thu 2021, Hội Người mù Hà Đông đã chuyển đổi sang audio toàn văn thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung Thu năm 2021 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đăng tải lên kênh thông tin của hội. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đã đang có tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, hội vẫn luôn nỗ lực kết nối, vận động các nguồn lực để trao 97 suất quà tổng trị giá 16.525.000 đồng giúp các trẻ em khiếm thị và con cán bộ hội viên có thêm niềm vui đón Tết Trung Thu đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình. Tuyên giáo Hội Người mù Hà Đông. Tiếp theo là tin từ Hội Người mù quận Long Biên. Thực hiện kế hoạch cùng em đón Tết Trung Thu của hội, sáng ngày 11 tháng 9, Hội Người mù quận Long Biên đã phối hợp cùng công ty bánh kẹo X
22, Bộ Quốc phòng tiếp nhận 31 hộp bánh trung thu dành tặng cho 7 cháu khiếm thị và 24 cháu con cán bộ hội viên. Cũng nhân dịp này, hội đã trích quỹ tặng cho 7 cháu khiếm thị mỗi phần quà 200.000 đồng và 24 phần quà cho các cháu con cán bộ hội viên mỗi phần quà 100.000 đồng bằng tiền mặt. Tổng số kinh phí là 3.800.000 đồng, nhằm khích lệ, động viên các cháu, nhất là các cháu khiếm thị, có một cái Tết Trung Thu thật ý nghĩa cùng gia đình vượt qua khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Phạm Thị Hoa. Tiếp đó, sáng ngày 18 tháng 9, tại Hội trường lớn Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với Hội người mù huyện Ứng Hòa tổ chức trao tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn. Tới dự có các ông Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Chí Viễn, Phó Ban Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, ông Ngô Tiến Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, ông Cao Mạnh Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, cùng nhà tài trợ, giáo sư Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội khóa 15. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện và đại diện nhà tài trợ đã ân cần thăm hỏi, động viên các em thiếu nhi và gia đình cố gắng khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19, sớm ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp trao tặng 30 suất quà, trong đó 20 suất được trao cho con của hội viên Hội người mù huyện Ứng Hòa. Mỗi phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và một hộp bánh trung thu với tổng kinh phí là 14 triệu đồng. Được biết, toàn bộ phần quà trên là do gia đình giáo sư Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội khóa 15 trao tặng. Đây là những phần quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm nhằm góp phần chăm lo cho thiếu nhi có ngày Tết Trung Thu trọn vẹn và ý nghĩa. Đồng thời, động viên các em vượt qua khó khăn do dịch bệnh và chuẩn bị tâm thế, sẵn sàng cắp sách đến trường trong điều kiện bình thường mới. Cũng trong tháng 9, nhân dịp Tết Trung Thu, ngày 20 tháng 9 năm 2021, Hội Người Mù Phúc Thọ phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã tặng 20 phần quà cho trẻ em khiếm thị, con hội viên và con của cán bộ văn phòng, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. Năm nay, Tết Trung Thu diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng và của hội, nên chỉ có 5 cháu cùng gia đình đại diện cho 20 cháu đã trực tiếp nhận quà của nhà tài trợ tại văn phòng Hội Chữ Thập Đỏ. Cùng với những món quà ý nghĩa vào các dịp Tết Nguyên Đán, Tết Thiếu Nhi, khuyến học chắc chắn sẽ là nguồn động viên to lớn với các cháu và các bậc phụ huynh vượt qua đại dịch. Đàm Quyết Tiến. Cũng trong tháng 9, ngày 20 tháng 9, huyện hội Chương Mỹ đã tổ chức tặng 48 suất quà, mỗi suất quà 300.000 đồng tiền mặt cho trẻ em khiếm thị. Đồng thời, nhân dịp Tết Trung Thu, huyện hội đã tuyên dương, khen thưởng cho 18 em học sinh khiếm thị và con của người khiếm thị có nhiều thành tích trong rèn luyện học tập năm học 2020-2021. Mỗi suất quà gồm 20 quyển vở và 150.000 đồng tiền mặt. Ngoài ra, hội còn in thư chúc Tết Trung Thu của Chủ tịch nước và cung cấp số điện thoại của Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và Trung tâm Cung cấp Dịch vụ Công tác Xã hội Hà Nội 0243 525 662 cho các em và gia đình biết liên hệ khi cần thiết.
Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Chương Mỹ. Cũng trong tháng 9, nhân dịp Tết Trung Thu năm 2021, Hội Người Mù huyện Mỹ Đức đã vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện để có nguồn kinh phí tặng quà cho các cháu trẻ em mù và con của cán bộ hội viên trong độ tuổi thiếu nhi. Kết quả đã có 23 cháu được tặng mỗi cháu một suất quà trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, hội còn tặng cho 4 cháu có thành tích học giỏi toàn diện trong năm học vừa qua, mỗi cháu một phần quà trị giá 500.000 đồng. Tổng kinh phí đợt tặng quà này là 13.500.000 đồng. Nguyễn Ngọc Nhuận. Thưa quý vị và các bạn, những hoạt động sáng tạo đầy ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc được các quận, huyện tích cực triển khai đã giúp trẻ em khiếm thị và con cán bộ hội viên đón Tết Trung Thu vui vẻ, lành mạnh, an toàn, đầm ấm và hạnh phúc trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Những phần quà góp phần giảm bớt khó khăn trước mắt, động viên những trẻ em và người khiếm thị nghèo cùng gia đình có được niềm vui, giúp họ vững vàng hơn, cố gắng vượt qua khó khăn, mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống. Tiếp tục các hoạt động Trung Thu là tin từ cộng tác viên Cao Phương Tú. Nằm trong chuỗi hoạt động thường niên của hội, việc chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em mù, luôn được tổ chức hội quan tâm, đặt lên hàng đầu. Nhưng trong bối cảnh giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID nên hoạt động tổ chức vui trăng rằm cho các cháu thiếu nhi như mọi năm đã không thể triển khai. Và dù kinh phí hạn hẹp, việc đi lại khó khăn, nhưng ban lãnh đạo hội luôn dành tình cảm, đưa ra những phương án để trao những phần quà yêu thương tới tận tay các cháu. Ngày 16 tháng 9, tại trụ sở huyện hội Đông Anh, ban lãnh đạo đã trao 60 suất quà cho các cháu khiếm thị và con hội viên. Mỗi suất quà là một cặp bánh Trung Thu trị giá 100.000 đồng. Món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tình cảm và sự quan tâm lớn của ban lãnh đạo nói riêng và của Hội Người Mù huyện nói chung. Thay mặt hội, chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan và đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022. Và cuối cùng của chùm tin này là hoạt động của Hội Người Mù quận Bắc Từ Liêm do cộng tác viên Nguyễn Thu Trang đưa tin, hướng tới một mùa Trung Thu an toàn, vui tươi, thiết thực và ý nghĩa với trẻ em khiếm thị và con cán bộ hội viên. Ngày 13 tháng 9, quận hội Bắc Từ Liêm tổ chức trao 18 suất quà cho các cháu khiếm thị và con cán bộ hội viên với tổng giá trị là 10 triệu đồng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên quận hội không tổ chức gặp mặt trực tiếp các cháu như mọi năm. Tuy vậy, thông qua mạng xã hội, Zalo, Messenger, quận hội vẫn tích cực gửi thông tin tuyên truyền theo chủ đề của thành phố là chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh, tăng cường công tác phòng ngừa, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là trẻ em khiếm thị, tới gia đình các em.